Chào các bạn, trong clip này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các controller trong ASP.NET MVC. Controller là các lớp chứa các hàm, chịu trách nhiệm xử lý các request khi các bạn gửi một request từ trình duyệt lên. Các lớp controller sẽ thừa kế từ lớp controller của ASP.NET MVC. Như các bạn có thể thấy ở đây, ở đây chúng ta có một controller, có một lớp controller có tên là Home Controller và nó thừa kế từ uh, lớp mpc.controller. Các hàng public bên trong một lớp controller, chúng ta gọi nó là các action method. Trong ví dụ này của chúng ta, có 3 action method, index, privacy và error. Các action method này sẽ được gọi khi các bạn gửi một request uh, đến uh, ứng dụng web mà chúng ta đang chạy dựa trên URL mà chúng ta truyền vào trên request đó một web server sẽ xác định chúng ta đang gọi đến phương thức nào action method nào của controller nào quá trình map từ một URL vào trong một action method của một controller để gọi nó chúng ta gọi là routing cơ chế routing mặc nhiên nó sẽ ánh xạ vào theo dạng tên controller rồi tới tên phương thức ngoài ra có một vài quy tắc đặc biệt ví dụ như home index nó được dùng khi chúng ta gọi đến ứng dụng web asp.net này mà không truyền bất kỳ đường dẫn nào các bạn có thể xem nó cấu hình phần routing này ở đây à, sau này chúng ta sẽ học kỹ hơn chúng ta sẽ có bài riêng về phần routing này à, trong lúc chúng ta chưa học đến phần routing thì chúng ta sẽ vẫn dùng quy tắc đơn giản nhất đó là tên controller và rồi tới tên uh, action method lấy ví dụ như khi các bạn chạy chương trình này khi các bạn chạy chương trình ASP.NET trên màn hình và chúng ta muốn gọi đến hàm uh, in, uh, hàm privacy này thì chúng ta có thể gọi là Home privacy home privacy đây đây là trang privacy à, các cái url các cái đường dẫn thì nó không có phân biệt hoa và thường cho nên chúng ta có thể gõ chữ thường ở đây cũng được giả sử như bây giờ chúng ta tạo ra thêm một hàm mới là hàm um, um, new action method và chúng ta sẽ trả về uh, một cái nội dung là hi from new action method ví dụ như vậy và bây giờ chúng ta chạy lên như vậy thì để gọi được hàm này thì vì chúng ta biết nó nằm bên trong controller có tên là home, cho nên để gọi hàm này chúng ta sẽ phải gọi như sau. home Đây, đây chính là nội dung được trả về. Có một lưu ý đó là các các, các controller các controller object, ví dụ như khi các bạn gọi đến một phương thức bên trong uh, home controller thì khi các bạn gửi request lên cái um, luôn luôn có một object kiểu home controller được tạo mới và khi bạn gọi um, khi bạn gọi đến các phương thức thì các bạn luôn luôn được đảm bảo rằng cái object này là một object mới chúng ta có thể test thử ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhận vào một lớp logger chúng ta log information new. Bây giờ chúng ta chạy, chúng ta sẽ thấy mỗi lần chúng ta bấm F5 ở đây, mỗi lần chúng ta gửi một request mới, thì nó sẽ luôn luôn hiện chữ new ra. Như F5, một cái new, new. Luôn luôn có một object controller được tạo mới mỗi khi các bạn gửi một request lên các controller object này sẽ được tạo ra uh, với sự hỗ trợ của dependency injection trong .NET, cho nên các bạn cũng có thể uh, sử dụng nó ở đây. Uh, khi các bạn muốn sử dụng thì các bạn chỉ việc uh, đăng ký nó vào trong uh, service provider, service collection và các bạn lấy nó thông qua uh, constructor của lớp controller. Uh, ví dụ như ở đây các bạn có một um, lớp giả yes, sử như add new một interface là a uh, repository ví dụ như vậy uh, public có một hàm có tên là um, string tạm như vậy đi Um, get by id um, string id ví dụ như vậy và chúng ta có một lớp thừa kế từ repository này my repository và nó thừa kế từ i repository Repository um, Return um, ID 2. Cộng ID Ví dụ như vậy Tạm thời như vậy uh, Và chúng ta đăng ký nó vào trong uh, Cây uh, Dependency Injection Ví dụ ở đây Chúng ta có thể đăng ký vào đây Builder chấm service service chấm at, uh, at um, transient i repository ở đây chúng ta sẽ đăng ký một hàm để chúng ta tạo ra một đối tượng thuộc uh, kiểu i repository mỗi khi chúng ta À, mỗi khi chúng ta request một um, object kiểu uh, IRepository từ Dependency Injection Vậy thì khi chúng ta đang đăng ký vào trong Dependency Injection Thì ở đây chúng ta có thể dùng uh, controller home controller repo Ừ, chúng ta sẽ là tên nó đầy đủ luôn cho nó đẹp this. repository tạo ra một repository như vậy thì ở đây uh, hi from chúng ta có thể uh, nhận vào chúng ta có thể gọi đến cái Uh, lớp repository ở cái đối tượng repository này chấm get by id my id, um, my ID. Vậy như vậy à. như vậy thì khi chúng ta gửi một request đến thì ASP.NET sẽ tạo ra một cái object có kiểu home controller và khi nó tạo object đó thì nó sẽ truyền các đối tượng vào um, hàm constructor các đối tượng đó sẽ được lấy ra từ uh, cây dependency injection và chúng ta hoàn toàn có thể dùng được nó tất nhiên trước đó chúng ta đã phải đăng ký nó vào vào trong uh, dependency injection khi chúng ta khởi chạy ứng dụng uh, và khi chúng ta gọi khi chúng ta chạy các hàm uh, action Method thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng các đối tượng đó. Giống như các bạn có thể thấy đây. bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Ở đây, đây chính là cái hàm new action method của chúng ta. Bây giờ chúng ta refresh. Các bạn sẽ thấy nó gọi nó gọi đến hàm get uh, id một cách thành công và nó uh, có thể lấy gọi lấy được các giá trị đó để nó hiện ra trong kết quả trả về vì ở đây chúng ta đăng ký nó là uh, transient cho nên mỗi khi chúng ta gửi một request đến uh, địa chỉ uh, new action method thì một hợp chất có kiểu là home controller cũng được tạo ra và khi đó ASP.NET um, cũng sẽ phải gọi đến cây dependency injection để tạo để lấy một đối tượng thuộc kiểu iRepository và vì chúng ta đăng ký ở đây là add, uh, transient cho nên khi đó hàm này cũng sẽ lại được gọi lại một lần để tạo ra một đối tượng mới chúng ta có thể uh, thử ở đây ví dụ như khi chúng chúng ta có thể viết một hàm constructor ở đây uh, public và chúng ta in ra nội dung thậm chí ở đây chúng ta cũng có thể dùng ai lóc my repository uh, lock -g. và ở đây chúng ta có thể viết là this chấm logger um, thì bằng logger chúng ta sẽ logger.information new my repository như vậy thì mỗi khi chúng ta gửi một request thì chúng ta sẽ thấy dòng này hiện ra một lần thì chúng ta sẽ chạy thử F5 à, sorry à, có một cái lỗi gì đó à, đây Chúng ta sẽ phải Truyền nó vào uh, Get Required service um, I Logger uh, My repository Vậy chương trình của chúng ta nó sẽ như thế này Lời gọi hàm của chúng ta nó sẽ như thế này thì chúng ta sẽ chạy thử. Ở đây chúng ta sẽ thấy nó có một cái new my repository ở đây. F5 một cái, thêm một cái nữa. F5 một cái nữa, lại thêm một cái nữa. Nếu nếu chỗ này chúng ta thay đổi nó bằng uh, Scop, um, scope chúng ta sẽ thấy nó có gì khác nó hiện ra một lần Re refresh nó lại hiện ra một lần nữa refresh nó lại hiện một lần nữa S scope nó sẽ tạo ra một object cho mỗi một request tức là nếu như trong nếu như trong cái hàm action method này của chúng ta mà chúng ta lại gọi chúng ta lại dùng chúng ta lại request thêm một object có kiểu my repository nữa thì nó sẽ trả lại đối tượng cũ tuy nhiên với hai request khác nhau thì nó sẽ tạo mới và tất nhiên là nếu chúng ta thay nó bằng add sync button thì nó sẽ chỉ tạo ra một lần duy nhất nó tạo ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ refresh. Không có gì tạo mới nữa. Refresh nữa. Không có gì tạo mới luôn. À, vì sao thì các bạn có thể xem lại bài à, về dependency injection trong phần à, lập trình .NET cơ bản. Mình cũng có một clip riêng về ba hàm này à, trong dependency injection. Các bạn có thể tìm trên Uh, trang phải, uh, trang YouTube của mình. Chúng ta cũng có thể truyền các tham số cho các hàm action. Uh, lấy ví dụ như ở đây chúng ta có thể truyền tham số cho hàm này. Hi from uh, ví dụ như ở đây string name. ở đây chúng ta sẽ truyền cái name vào khi chúng ta chạy thì tham số uh, ASP.NET sẽ lấy các tham số này từ các giá trị mà chúng ta gửi lên. Ví dụ như ở đây nó có thể lấy từ uh, các uh, ví dụ như ở đây nó có thể lấy từ uh, query string. Ở đây các bạn có thể thấy rằng chúng ta không truyền gì cả cho nên name ở đây nó bằng rỗng. Nếu chúng ta thử truyền name bằng nam thì nó sẽ tham số uh, giá trị nam này sẽ được truyền vào tham số có tên là name nó sẽ map các tham nó sẽ map các tham số trên query string vào trong tham số cùng tên của action method ta có thể để đây chúng ta chạy f năm Um, nếu ở đây chúng ta đổi thành nam một chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy nêm nó thành giá trị là nam một nhưng tất nhiên nếu chúng ta đổi cái nêm này thành nêm một thì ở đây chúng ta sẽ thấy nêm bằng luôn và chúng ta không có gì ở đây cả. ASP.NET cũng có khả năng sử dụng, có có khả năng tự convert cho các bạn sang một số kiểu dữ liệu. Ví dụ như ở đây chúng ta có kiểu um, int n, chúng ta có thể um, chạy thử và chúng ta truyền giá trị cho n. Um, đây. Home new action method name null int n chúng ta có thể truyền giá trị cho n ở đây n bằng một như vậy thì nó sẽ convert giá trị tương ứng sang kiểu int cho chúng ta nếu chúng ta không truyền gì cả thì n sẽ lấy mang giá trị mặc nhiên tức là với kiểu int thì nó là không như vậy tới đây chúng ta đã biết được controller là gì các action method là gì chúng ta cũng biết được rằng các cái giá trị nữa, các action method trả về à, sẽ được chuyển về cho client và chúng ta cũng biết được rằng chúng ta có thể sử dụng các tham số trên các action method và chúng ta có thể truyền nó thông qua request tất nhiên tùy vào dạng request ví dụ như hiện tại chúng ta đang sử dụng trình duyệt và dùng method là GET, cho nên nó sẽ lấy các tham số từ uh, query string. ASP.NET còn có khả năng lấy các tham số từ các thành phần khác của request, ví dụ như nó có thể lấy từ các header, nó có thể lấy từ uh, các uh, form mà chúng ta submit lên, hoặc nó cũng có thể lấy từ um, nó có thể lấy từ phần body mà chúng ta uh, gửi lên dạng các file JSON. Bây giờ chúng ta thử viết một uh, controller mới. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ viết một controller là mat mt um, đây chúng ta sẽ đặt tên nó là mat. Chúng ta sẽ có một hàm Add yes, sum. Ví dụ như là int is int y và chúng ta sẽ return về content là is cộng với là y. À, tất cả chúng ta sẽ to string ví dụ như vậy chúng ta f5 đây chúng ta sẽ gọi sum chấm hỏi is bằng 10 n y bằng 99 enter ở đây nó à sorry chúng ta còn thiếu mát 109 999 chín 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 enter enter như vậy chúng ta thấy rằng việc tạo ra một controller mới viết thêm một hàm À, viết thêm một hàm action rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến phần kết quả trả về của một hàm action của một hàm action, một action method. À, như các bạn có thể thấy rằng hầu hết các cái những gì chúng ta thấy đó là một hàm action method sẽ trả về một biến, một kiểu, một giá trị có kiểu là action result. À, ví dụ như ở đây khi các bạn tạo ra uh, home controller nó cũng trả về action result và nó gọi một cái hàm khác tuy nhiên điều này là không bắt buộc các bạn có thể trả về bất kỳ kiểu gì ví dụ như ở đây chúng ta có thể trả về kiểu string và chúng ta trả thẳng kiểu string luôn nó chạy lại um, Và đây chúng ta sẽ gọi lại cái math. Các bạn sẽ thấy rằng nó cũng trả về y chang. À, nguyên tắc là nếu hàm uh, action trả về một giá trị có kiểu uh, i action sau nào đó, thì ASP.NET nó sẽ tùy vào kiểu thực sự của uh, cái i action sau đó mà nó gửi các cái uh, kết quả cũng như là các cái header cũng như là các cái mã trả về uh, tương ứng. Ngược lại nếu kiểu trả về không phải là một action result thì asp .net nó chỉ đơn giản là gọi to string trên cái object trả về đó và nó gửi nội dung uh, nguyên mẫu nội dung đã về cho client. Nếu ở đây chúng ta không trả về string mà chúng ta trả về int thì sao? Đó, đó. Chúng ta ctrl f5 và chúng ta lại gửi một request mới 9953 enter chúng ta cũng thấy rằng nó trả về kết quả mà nó lấy ra được khi nó gọi to string. Tuy nhiên trong thực tế thì thông thường chúng ta không trả về trực tiếp một kiểu như thế này mà chúng ta sẽ trả về một trong các kiểu I action result. Chúng ta có thể xem một số các cái hàm mà có thể dùng để trả về một iActionResult. action result. Đây. Các bạn có thể thấy có 9 cái kiểu dữ liệu được ASP.NET định nghĩa để chúng ta có thể dùng và trong cái lớp control trong cái lớp controller nó sẽ có những cái hàm để chúng ta gọi và nó sẽ tạo ra các object có kiểu tương ứng. Ví dụ như các bạn có thể thấy rằng trước đây chúng ta có các cái hàm gọi return lại hàm view thì khi các bạn gọi hàm view thì nó sẽ trả về một view result à, khi các bạn gọi chẳng hạn như là uh, redirect thì nó sẽ uh, nó sẽ trả về một object có kiểu redirect result vân vân và vân vân hoặc khi các bạn gọi hàm json thì nó sẽ trả về một đối tượng uh, một uh, đối tượng có kiểu là json result và asp.net nó sẽ dựa trên kiểu dữ liệu này mà nó sinh ra kết quả phù hợp. Kết quả phù hợp đó sẽ bao gồm cả um, nội dung trả về lẫn các kiểu dữ liệu, các cái metadata mà nó trả về trong phần header của response. Ví dụ như khi các bạn gọi hàm view thì nó sẽ tìm một cái view tương ứng trong cái hàm view này nó có thể nhận một tham số là tên của cái view tên của cái view nếu các bạn truyền vào một cái string thì nó sẽ coi đó là tên của view và nó sẽ đi tìm một cái view có tên tương ứng cái view đó sẽ được tìm trong thư mục views và nó sẽ theo đúng cái cấp độ thư mục y như khi chúng ta định nghĩa các hàm action method trong controller ví dụ như chúng ta có controller là home và action method là privacy thì khi đó nó sẽ tìm hàm nó sẽ tìm file privacy cshtml trong thư mục home nếu các bạn đổi các bạn truyền một cái tên khác vào đây ví dụ như các bạn lại không gọi các bạn lại để là index thì khi đó các bạn gọi privacy nhưng nó cũng sẽ dùng cái hàm index này nên sử dùng cái view index này để nó hiển thị ra. Chúng ta có thể chạy thử um, privacy um, ở đây. Chúng ta gọi. Bởi vì trong cái view cái index trong cái index này nó có dùng đến một cái model mà chúng ta trong hàm privacy chúng ta lại không truyền vào. Cho nên khi chúng ta gọi nó bị lỗi. Ở đây, chúng ta sẽ New Chúng ta copy cái này xuống so. Bây giờ sẽ chạy, sẽ hết lỗi um, Privacy Bây giờ chúng ta sẽ thấy, bấm vào tuy nó đã chuyển sang cái link là Privacy, nhưng chúng ta sẽ thấy nó hiện ra Y chang như cái trang index là, là bởi vì chúng ta đã gọi hàm action method privacy nhưng chúng ta lại dùng cái view của um, index để chúng ta hiển thị các bạn uh, có thể đọc tài liệu và tìm hiểu thêm về các kiểu uh, result này các bạn sẽ có thể tìm những cái hàm ví dụ như hàm file hàm content hàm json hàm view vân 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 tất nhiên trong các bài sau thì chúng ta sẽ đi sâu vào hơn và chúng ta và trong các bài tập thì chúng ta sẽ áp dụng để các hàm tương ứng để chúng ta dạy bài tập tuy nhiên sẽ là tốt hơn nếu các bạn có thể xem trước qua như vậy tới đây các bạn đã biết được một controller là gì một controller là một lớp thừa kế từ lớp controller nó có thể chứa các hàm action method nó được tạo ra mỗi khi chúng ta gửi một request và chúng ta có thể truyền các tham số vào để nó khởi tạo thông qua dependency injection các hàm action method có thể có kiểu trả về là I action result và chúng ta sẽ gọi một trong các hàm mà chúng ta có trong lớp cha trong lớp cha là lớp controller. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có khá nhiều hàm. Json, view, vân vân và vân vân. Nếu các bạn vào lớp cha của nó là controller base thì các bạn sẽ còn thấy thêm nhiều hàm bên trong nữa. Controller base các bạn sẽ thấy các các hàm để chúng ta có thể gọi và trả về một cái um, cái cái nội dung nào đó hoặc là một cái uh, return code nào đó. Nếu um, action method trả về một cái, một kiểu không phải là action result thì ASP.NET uh, sẽ gọi hàm to string và trả về kết quả mà nó nhận được từ to string các hàm action method cũng có thể nhận được các tham số vân vân và vân vân các bạn nên xem lại xem thật kỹ clip này để các bạn có thể tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu những phần sau controller là một trong những phần chính của asp net cho nên các bạn sẽ phải dùng nó rất nhiều. À, các bạn sẽ dùng nó liên tục trong suốt khóa học cho nên à, nếu các bạn thành thạo thì các bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được những phần sau hơn. Clip này đến đây là hết. À, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.